mình đi đổ gần lét, đi đổ loa, không phải đổ loa cho bản thân mà đổ loa cho nó. Mình sẽ xử lý hôm nay, mình sẽ xử lý một số vấn đề. Nói chung là mấy cái chuyện này thì nó không lớn, nó chỉ là gọi là cấp cấp cho xe cho vui thôi. Các bạn đừng có nghĩ là nữ người ta sẽ không để ý tới những cái dây chi tiết của xe. Chiếc xe nó cũng thể hiện rất là nhiều cá tính của người đi. Và riêng mình thích cái xe nó có thêm xíu tiện dụng, khi mình đi đường dài nó đỡ chán mọi người. Màu là nó y chang chiếc Xpander thôi đúng không? Chị chỉ cần vậy thôi hả? Cũng cần gì. Màu là vô app là chị chỉnh thôi. Nay nó update được nhiều cái màu đẹp lắm. Cái đèn về chưa? Cái đèn về chưa? Đèn gì? Cái đèn xâm tinh dầu về chưa? Chưa. Chắc có thể là chưa thấy bên này là nó mất loa bên này, còn loa bên đó mất loa bên này, mất cái gương bên này, mất loa mất gương, mất gương không chỉnh được đó. Chị nghĩ chắc cũng liên quan. Hôm nay về đây có mẫu này thì chị xem. Chị đang mâm 20 mà 19 hay 20 ta? 19 đúng không? Chị muốn lên mâm 20 với chị, không có muốn mâm 19. Loại này mình chọn là chỉ có 2,5 triệu thôi đúng không? Có loại mắc hơn nữa mà thôi. Vậy thôi. Nhưng chơi nửa mùa. Thiệt ra thì cái nhu cầu mình chỉ cần lấy cái màu đó thôi. Chỗ này không được. Cái này chỗ tháo ra nó vô mà đâu có nhét được. Cái này nó nhét vào ta tháo ra nó vô. Đâu ai tháo được. Thì lúc chỗ nào anh đi bảo hành hay gì hay có vấn đề xử lý cho bay người ta buộc phải tháo ra này. Đúng rồi, tháo ra thì nó sẽ trùng lực, nó sẽ bị dây rớt ra. Thôi ở đây thôi, chị thấy ok. Đúng, đường đây là ok, đường cho nó là ok. Cái chỗ này nè. Okay. Nó sẽ được như vậy thôi. Cũng không có vô được hết nữa. Ủa nó không nguyên sạch từ đây ra đây không được hả? Không, cái này nó có chút xíu rồi. Chỗ này nó sâu hơn rồi. Vậy thì cắt không nữa cho nó ra. Cắt thì độ bám dính không có, một phải dùng keo 502 chét lên. Nhưng mà... Vậy thì muốn hư. Đúng rồi. Cái này cỡ nào phải dùng chét 502 vô nè. Đó, hoặc là... 502 luôn hả? Hoặc là keo con chó, mà keo con chó cỡ này nó bung. Cái này nó không vừa không khả thi à? Đúng rồi, tại vì mấy cái dòng này lâu lắm rồi không có lắp. Chứ cái loại kia thì nó cũng nhét vậy thôi. Cái loại nhỏ loại kia thì nó ấy thì nó có nhỏ. Loại nào nhỏ hơn không? Có nhưng mà mắc lắm, 7-8 triệu rồi đó. 5 triệu mấy đúng không? Có loại 4 triệu 4 triệu nữa mà trong khi này nó có 2,5 triệu thôi. Cái này dễ bung lắm, mắc bung đâu bung đâu em biết. Tùy theo xe, cái Xpander là 1 năm mấy đây rồi, tùy theo xe. Vậy là cái này không được đúng không? Ví dụ nhét cái này được không? Nhét vô chỗ này mà mình không tháo được, để xe này không có ai tháo ra gì đâu. Sau này lỗi bảo hành mà giữ như ví dụ như Bluetooth này, sau này chỉ muốn bảo hành đó. Đó, ví dụ như loa nữa, đó, hệ thống điện trong này nữa, tháo ra được người ta phải làm lại từ đầu. Chờ vui trong hãng không? Hãng nó bảo hành nào? Hãng nhớ này là sửa cái phần tay này, cái cửa nó sửa ít. Cửa nào cũng phải tháo ra. Chắc loa này kia nọ, chắc qua em luôn. Mấy cái phần này đương nhiên. Gắn này đi rồi, mai bữa sau nó qua em cũng gắn lại thôi. Đó. Cái này mất thời gian quan trọng chứ, cái mà dán đời cái nào nó phun đó. Nhưng mà dán cái này đẹp nhất, cái này là dễ nhất, không bao giờ bung. Dán dễ nhưng mà nó sẽ bị bung khi nào mà không tháo ra mới bung đời. Đúng không? Không tháo đâu bung đúng không? Tại vì cái này lỗ này sâu nè, đâu nhét cái nó vô. Chứ cái kia thấy bao nó chào sâu nhưng mà mỗi lần tháo là mỗi lần làm lại. Mang đi lại, làm lại thì chỉ có nhắn nó vô vậy thôi, không có gì đó. Đó, cái dễ gắn. Em tháo ra xong mới nhét này vô.
cái này mình mở cái này ra trước như nãy đi, xong rồi mình vô. Mà nó tiền nó lòi ra ngoài chị hả? Không, nó sâu vô, nó cái sâu nó lòi. Rồi đó vậy. Như vậy là thất bại mình thôi. À, cái bộ đèn này nó hơi lớn, nó không có phù hợp với cái xe của mình. Đó, nói chung ở dòng mẹt này nó cũng hơi khó chịu vậy đó. À, nó sẽ đòi hỏi một cái bộ đèn nhỏ hơn, tinh tế hơn và giá cũng chắc hơn mọi người. Mình sẽ suy nghĩ sao. Đấy đúng không? Dạ, đúng không? À, đấy là nhiều lắm. Vừa thế nào thì mỗi vừa thế nào áp điện thoại. Đúng không? Đấy phải đắn tiếp. Mình đắn tiếp. Đúng không? Nó rẻ là do gì vậy? Nó rẻ là do gì vậy? Đúng không? Một cũng còn nửa là 2 triệu rưỡi. Đúng không? Thì nó không có chi tiết bằng qua nè. Đúng không? Cái này đang cảm biến thôi nha. Đúng không? Đúng không? Không biết tình bọn thôi, mình đánh tiếp. Như vậy là phải lựa chọn một cái dòng cái đèn led một bộ khác mọi người, chát hơn. Mình phải xài một cái giá chát hơn thì nó mới có cái kích thước, nó mới vô được cái kẽ xe của mình. Hơi bị mệt. Sáng giờ nhức đầu quá, đủ cái chuyện á. Lấy led, đổi led kia hả? Được không? Cũng vào được không? Em, sao mặt em hoang mang quá vậy? Đâu, tạm biệt lại, tập trung. À, tập trung hả? Dạ. Có mặt hoang mang chứ. Đây, xe đã được tháo ra, kiểm tra. Cái này của chị nó có cắt cái gì? Hả? Cái mặt, mấy cái mặt của chị này, không? Có cắt ra gì này? Ok. Mạch. Bị đứt hả? Kem đây giờ bị đứt hay không? Người ta có độ chế rồi không? À. Loa là có thay thằng... trước là bị xíu xíu. Bây giờ sửa là được không? Sửa cái sửa cho nó kêu dùng vậy. Loa đúng không? Hả? À. Loa với lại cái kiến. Nó đang là kiến không, không kêu. Nó sạch hộp em nó không có hộp. Không có đi quen kiến hộp. Em sẽ xài điện cơ bản thôi. Còn hộp này chắc phải cho máy test rồi mới được. Đấy hả? Bây giờ phải làm sao với nó? Đem qua những cái chỗ nào mà nó chưa về hãng xe. Rồi để đưa qua trong mương thôi. Chị nói ổng, cái gương này phải nói ổng. Nói chung là mọi người cũng thấy đó. Ví dụ như là một mình dự định là một đằng rồi đó. Nhưng mà còn trong khi mà mình thử, nếu mà nó phù hợp thì ở đây người ta cũng tư vấn rất là kỹ. Cũng lựa chọn những cái thứ rất là đẹp nhất cho xe của mình đó. Cho nên mình cũng thích cái chỗ tu này dễ thương. Mình cũng thích. Mình thích cái sự tư vấn thẳng thắn và thật thà mọi người. Ok không? Thì nó sẽ nó nhỏ hơn. Dây led nhỏ hơn đúng không? Đây. Xíu nè mọi người, nhỏ có vỏ tiền cao hơn. À, cái rồi, bởi vậy mấy đứa nhỏ nhỏ là có giá hơn nha mọi người. Tưởng á, xin lỗi. Bắn như đạn bay vậy. Rồi, bây giờ chọn bộ này. Ok. Tặng tiền hơn chút. Để đây luôn nha anh Hồng. Bởi như vậy là mình đã lựa một cái bộ đèn khác mọi người, giá tiền cao hơn một chút, led nó tinh xảo hơn, nhiều chức năng hơn một chút để mình có thể gắn làm đẹp cho xe, để cho phụ nữ cũng có khuôn mà làm đẹp cho xe cũng khuôn mọi người. Đang ở trên một cái ông tu gara ở trên chỗ đường ngay quốc lộ 13, đường này Bình Dương nóng hơi nóng, với đường đi hơi khó nên là hy vọng đỡ tới đây rồi nên thôi mình làm luôn. Tình trạng cái loa trước của mình là bị dây nó hư khô, bây giờ để cái đó thì bởi vì nó là rajin cho nên là cái chắc là giải pháp tạm thời là mình sẽ chuyển một trong hai cái loa sau lên trên. Ủa vậy hả? Không có chuyển được loa sau lên trên à? Không. 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 Không.
Phải phải vào tay thì tháo ra mới được khỏi mất công cũng như mọi người chờ đấy không làm đúng đang chạy điện mọi người. Mình đang tưởng làm rất là nhanh đó. Phải đâu đó phải 4 tiếng rồi. Không chạy điện. Cái này là chạy dây xong rồi đúng không? Thầy gắn led vô cuối cùng hả? Tí nữa là mình gắn led vô hả? Gắn rồi hả? Ý sao chị thấy gì hết trơn? Nó nằm đâu? À đây nè, trời. Xin lỗi các bạn, quá nhỏ nên không thấy gì hết. Thì làm tiktoker vậy? Không, chị chỉ quay lại cái đoạn ở trên YouTube chơi thôi hả? Giờ ai hỏi tiktoker vậy? Có đang gắn khúc nào không cho chị quay với? Với đã rồi. Xong hết rồi hả? Cái này tí nữa lên liền nó quay vậy. Như cái xác cái tay cửa này nó có bị hở quá không? Đây nè, đó, nó bị hở cái đường này nó kín nè, cái đường sâu nó hở quá nên có hở. Không, vừa đẹp đó chị. Đẹp không? Đúng rồi, vừa tới mỹ. Chị đã bỏ lỡ những cái dây quan trọng rồi. Em có gắn lát không? Ở phía dưới cái hai. Ở trên. Ở đây này. Nằm đây à? Ở đây là bên kia. Ôi, mình có lỡ cái show. Nhưng mai mốt mà cần làm nó sạch sẽ và kỹ hơn á thì có về lại mà. Cái này có loại sơn lại đúng không? Sơn thì chỉ cần sơn cái ghế tài thì trời lâu quá. Nhưng mà nghe nó chà nó sạch liền vậy. Chứ khác nhau chứ vệ sinh lần tôi xin lỗi. Cái này là chỉ mới làm sơn thôi, còn mà nó làm chuẩn hơn thì không thiệt nữa. Thì đặt đi, thả qua làm sạch lại chị. Trời ơi, tôi đã bỏ lỡ giai đoạn quan trọng. Nhựa ở đây sẽ sáng. Đu là nó đỡ nên là cái thứ nó có vẻ hở ra nhiều. Dạ, thì nó thử sẽ kiểm tra lại. Còn như không đúng không? Ở đây ạ. Đúng rồi. Sọc ngang. Thì cái này khi mà bẻ nó thì sẽ bị gãy. À. Đúng rồi, cái led này là bẻ là bị gãy. À. Ô, đây là con đường đúng không? Không phải bỏ khúc này, chậu phiền là số khúc này. Cái này. Không cần quá nhiều nhưng mà nó sẽ đạt. Không, chị chỉ cần đẹp thôi, chị không cần nhiều lắm đâu. Đây, cái kim điện. Không cần quá nhiều. Cái này. Nó đỡ bị đứt cái đèn cũ. Chính xác. Nói chung là đẹp trai rồi đó. À, em xử lý không thì em sẽ gửi về kỹ thuật trưởng bên em. Đi, đúng rồi. Cái loa này. Em sẽ xử lý trước là kiểm tra. Loa này là loa của xây mà. Ok. Thì em sẽ lý để chị biết về cho chị biết một cái là gắn cái gì gắn cái gì. Rồi, chắc chị. Dạ. Cố gắng là giữ nó lại. Ok, giữ phải giữ gì? Ừ. Có cục này luôn không? Dạ có chứ. Cắt luôn hai cục luôn đi. Nó là một. Rồi em sẽ nhận cho mình cái này ha. Ok. Màu quá trời màu luôn hả? Để chị gãy lên nữa ha. Ê, nó có thể một màu không? Được chứ. Được không? Chị chỉ cần một màu thôi, ví dụ một màu. À, chị tải ứng dụng về giùm em. Cái gì tải ứng dụng á? Ứng dụng gì? Apple Line, ứng dụng của cái hiệu ứng
mình lo rồi, thôi để chị xíu. Để em biết nói bên sau sao tự nhiên nó mất đi. Đó, chị tắt rồi mà, máy chị tắt Bluetooth mà. Máy chị tắt rồi. Là bây giờ là 5 giờ rồi, mình sắp xong chương trình mất đèn led mà mình nghĩ là chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ thì nó mất nguyên của mình chiều nay, để xem thử kết quả có như mong đợi không hay. Mình sẽ thử tí xíu nữa mình rời chỗ này thì hoàng hôn xuống, thành phố sẽ xuống, mình sẽ thử bật đèn lên. Tắt. Rồi, chạy rồi. Xe đã xong rồi mọi người. Bây giờ thì sẽ chia cho mọi người xem. Đây là cái chế độ mà mình cài nó chạy ít thôi, tại mình cũng không có thích màu lắm. Nó có rất là nhiều cái chế độ sương sương vậy thôi. Thì led nó sẽ gồm có phần xung quanh xe, ở dưới chân, chân đóng cửa lại mới thấy chứ. Cái này, chân đóng lại là sẽ thấy led chạy chạy, đó, nhẹ nhẹ. Đây, mình đang chọn cái chế độ vừa thôi để chạy xe cho khỏi chói mắt. Thì nó sẽ như thế này. Tí thôi. Trung học. À, nãy mình không có chỉnh đèn chân, mình không có chỉnh đèn chân. Nói chung là sẽ như thế này. Để tí nữa mình sẽ chỉnh các chế độ màu. Bây giờ là led nó sẽ bật lên, nó sẽ theo xe. Rồi bật lên đèn đi. Cái là dữ trường đó, nó sẽ như vậy. Là một, mình có thể rất là nhiều cái chế độ. Rồi bây giờ mình sẽ đó. Led nè, led nè. À, như vậy là mình đã kết thúc cái tập YouTube ngày hôm nay. Đây là một cái hành trình mà mình ghi lại trong cái lúc mà mình đi làm thêm một số thứ cho xe của mình. Và như các bạn thấy thì bây giờ led đã chớp lên xanh đỏ, nhìn rất là vui mắt. Nói chung thì mình ngày xưa giờ thì mình không thích mình không thích màu mè lắm, nhưng mà đổi tính mọi người, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Và hôm nay mình bắt đầu thích màu mè. Và kết thúc là mình đã làm như vậy rồi, mình chỉnh được tất cả là 4, 5, 6, 7 cái loa. Thì chỉ có cái loa bên trái của mình là đang test lại thôi. Có thể là mình đang bị hư mạch hay là gì đó, thì đang gửi lại chính hãng. Còn lại những cái loa vừa rồi xong, mình đã làm lại hết, xong hết rồi. Nói chung dàn âm thanh bây giờ nghe sẽ rất là dễ chịu. Để có một cái tập khác đi, mình sẽ sao chép. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và rất là cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem. Nếu mà các bạn cảm thấy vui thì cho mình một like, một share, một comment. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye.